Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, cái tiền mà chúng ta đang sử dụng hiện đời này đó, nó có giá trị ở đâu? Cái cõi đời này thôi, mà ngay cái quốc độ chúng ta đang sống thôi, nó là một tờ giấy in con số lên rồi được chính phủ xác nhận nó có giá trị gì đó, thì nó đang hiện hành ở trong cái quốc độ con người chúng ta đang sống đây. Bây giờ mình vọt qua bên một cái quốc độ nào ngoài cái hành tinh này thì cái tiền này nó không có giá trị. Mà thậm chí cùng một hành tinh với nhau, cùng một quả đất với nhau, mà nước này có thể tiền nó không còn áp dụng nữa, tại vì cái giá trị tiền nó không có. Ví dụ như tiền Canada, tiền nước ngoài nha, tiền Canada, tiền Mỹ, tiền Úc, mấy cái nước ngoài này đem vô nước Á Đông có thể còn xài được, chứ còn tiền của mấy nước Á Đông như là tiền Trung Quốc, tiền Việt Nam, tiền Miến Điện, tiền Thái Lan đem qua đây chịu thua, nó không có giá trị. Vậy thì cái tiền nó đôi lúc nó cũng chỉ giá trị ở một khoảng nào thôi. Đó là chưa nói ví dụ như giờ một cái chế độ nào nó thay đổi mà nó tuyên bố đổi tiền một cái, mỗi người chỉ đổi được 500 đồng thôi là thôi, cái đống tiền đó dục hết. Như vừa rồi bên Ấn Độ vậy đó. Vừa rồi bên Ấn Độ nó xảy ra là người ta đã in tiền lậu quá nhiều. Và cuối cùng cuối năm 2016, chính phủ quyết định là tất cả tiền cũ không còn giá trị, và mỗi người chỉ đổi được có 3.000 tiền ở bển. Thì quý vị thấy không? Thì cái đống tiền đó, cái đống mà họ đang tích chứa xưa nay đó, trong tích tắc nó thành ra vô ngã. Thì cái chữ vô ngã là gì? Vô ngã là nó không có, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là nó không có cái gì thuộc về mình cả. Nó không có cái gì thuộc về mình hết. Tại vì mình là con người, mình là không thì của cải cũng không. Thường thường cái gì mà của mình đó, ta kêu là ngã sở. Ngã sở là cái gì thuộc về mình. Còn cái mình gọi là ngã. Mình cho mình có là ngã. Cái gì thuộc về mình là ngã sở. Mà ngã cũng không thì ngã sở cũng không. Tức là những cái gì thuộc về mình. Quý vị thấy dụ bây giờ mình đang làm chủ cái nhà, mình đăng bản bán cái ký giấy xong, chồng tiền xong, thì cái nhà đó hết là của mình. Hay là thậm chí mình không có tiền trả và băng kéo, cũng phải của mình. Cho nên mới vừa có nhiều người mới mua chiếc xe mấy chục ngàn, trả down được 10% rồi phải loan lại, phải mortgage lại để trả cái tiền đó. Một cái trận đụng xe rất là nặng thì cái xe đó coi như là vô thùng rác. Cho nên để mình có thể phát tâm được bố thí thì Phật dạy mình tu vô ngã, tức là thấy mình không có. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đang giữ rất là nhiều nè, mà mình nhắm mắt chết một cái rồi thì gì? Cái này chả có đem được cái gì hết. Nếu mà có đi nữa thì mua mớ đồ giả để vô, chứ làm gì dám đem đồ thiệt. Hồi xưa ở Việt Nam hay là bên Trung Quốc, người giàu là chôn của cải theo. Và chính vì chôn của cải theo cho nên thường hay bị người ta đào mồ, người ta ăn cắp. Rồi ngày xưa người giàu mà đi mua đầy tớ ở thì khi chết phải chôn người ở đi theo, với cái ý niệm là chôn họ theo để hầu hạ cho người đó. Ngay cả các ông vua xây lăng tẩm, ở bên trong là xây biết bao nhiêu người lính hầu, thì xây vậy thôi chứ hầu hạ gì. Nhưng mà tại vì lúc mình sống mình như vậy thì mình nghĩ là mình chết mình phải có như vậy. Và thậm chí mình nhiều của quá, mình sợ người ta đào mộ, cho nên một người chết 2-3 cái mộ. Ở bên Trung Quốc, ông Tào Tháo mấy cái mộ, tại ông sợ người ta thù ổng, hận ổng. Ngay cả Tần Thiếu Hoàng, mà bây giờ có nhiều khi người ta không, người ta bây giờ hiện tại người ta nghĩ rằng khu vực đó là khu mộ ổng, mà người ta không dám đào nữa. Hiện tại bên Tây An có một cái khu mà khai quật lên là mộ của ông Tần Thiếu Hoàng, là do một ông già, khi mà ổng miếng đất đó là của ổng đó, thì một hôm ổng đào thì ổng đụng chạm gì dưới bất động mới thấy có những cái tượng mấy cái này kia, thì mới báo cáo lên chính phủ mới bao vây khu đó, khai quật lên thì mới biết là cả hàng ngàn năm trước là nơi này là mộ của Tần Thủy Hoàng. Mà bây giờ ở bên Tây An là khai quật là chỉ một phần thôi, chứ chưa hoàn toàn hết.
Cho nên để mà mình có thể mở lòng mình cho, không dám cho hết, cũng phải chừa xài chứ. Nhưng mà bắt đầu khi mình thấy được cái vô ngã thì bắt đầu mình có thể cho. Cái thứ hai là gì? Là vô thường. À, vô thường thì đại chúng biết hết rồi. Vô thường là biết hết rồi, người đó đang sống đó rồi chết đó. Hay như cái em Phật tử mà ngày hôm qua Pháp Hòa được anh Tuệ Hưng kể lại vậy. 18 tuổi thôi mà nó đi hỏi người thợ may là cái tiền may y bao nhiêu một cái. Thì người thợ may cho biết giá xong nó để dành tiền. Nó muốn là trong cái Tết này nó may một cái y nó cúng dường cho thầy Pháp Hòa. Rồi nó liên lạc với anh đó, anh là anh Tuệ Hưng, nó hỏi coi số đo của thầy. Anh bắn, anh send cái số đo của thầy qua cho nó, không nghe nó trả lời. Ngày hôm sau phone lại thì một người bạn bắt phone và báo cho biết là nó bị stroke, nó đang bị hôn mê. Và ngày hôm sau nữa nó chết. Nó mới chết hôm bữa năm tay này. Thực hiện cái ý nguyện là mang một tấm y cúng dường cho thầy trong cái dịp Tết này chưa xong thì đã đi rồi. Ở cái tuổi 18. Bà ngoại thì bây giờ lẫn, nghe nói cái ngày em chết không có cái nhà để ngoài hiên, ngoài bên ngoài. Rồi bây giờ bạn bè mới hùng tiền lại và nuôi bà ngoại của em. Rồi ngày hôm qua Pháp Hòa nghe như vậy, Pháp Hòa nó gửi 300 về để mà cho gia đình. Thì mấy người bạn nói thôi để con giữ ở đây, tại vì mỗi tháng tụi con gửi tiền, đem tiền lên nuôi bà ở nhà dưỡng lão á. Chứ bây giờ bà lẫn rồi đưa cho bà cũng đâu biết gì đâu. Bây giờ bà ở trong dưỡng lão thì mỗi tháng tụi con đem tiền lên nạp trên dinh đó để mà giúp cho bà. Cái chuyện nó mới xảy ra cách đây có 5 ngày trước thôi. Thì khi mà mình quán cái vô thường như vậy, thật sự không phải là mình chỉ xả của cải không, mà mình còn xả được rất nhiều thứ mà nó nằm ở trong lòng mình. Đặc biệt là những cái phiền não, cố chấp. Cố chấp là gì? Là cái sự dính mắc. Từ lời nói, từ hành động, từ cử chỉ, bất cứ cái gì người đó làm mà mình không thoải mái được, mình giận cái người đó là vì mình chấp. Mình chấp tôi không được nói câu đó với tôi lớn hơn. Nhiều khi mình chấp vào cái tuổi của mình. Tôi lớn hơn không có được nói như vậy với tôi, hổn, giận. Rồi mình chấp vào cái địa vị của mình. Cho nên Phật dạy trong một cái bài kinh hay lắm. Con người mà sở dĩ mà kiêu mạn là gì? Kiêu mạn do mình đẹp, kiêu mạn do sức khỏe, tuổi tác, địa vị, vật chất của mình. Tôi là người giàu, họ không có được đối xử với tôi như vậy. Thậm chí mình đi vô chùa rồi, nhưng mình vẫn mang một cái hình tướng là mình là người khá giả, phải được sự tiếp đãi một cách ân cần, đặc biệt nồng hậu. Hay là thậm chí mình đi vô chùa nhưng mà mình cũng muốn là tôi có cái địa vị như vậy, tới đó thì người ta phải tiếp tôi như vậy. Cho nên khi mình quán được cái vô thường thì mình sẽ xả được không phải chỉ của cải không, mà mình xả được nhiều cái chấp trước ở trong lòng của mình. Mình giận cái người đó, mình giận người đó, nhưng mà hôm nay mình đã nghe người đó qua đời rồi, thì tự nhiên mình sẽ hiểu được. Cho nên chỉ cần tu hai pháp, tu vô ngã, tu vô thường. Chữ tu này là gì? Là thực tập. Thực tập quán chiếu vô thường. Để cho mình thấy được, hễ mình còn ngã là còn khổ à. Ngã là gì? Còn cái tôi, cái ta. Hễ còn ngã là còn khổ. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là giờ tôi vô ngã cho nên tôi khỏi làm gì hết. Không phải. Nghĩa là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà đừng thấy mình là cái gì đặc biệt số 1 hết á. Chẳng qua là mình còn chút phước duyên, là còn đủ sức khỏe, còn có khả năng đây nè. Mình làm đóng góp, mình làm việc này nè. Chứ còn lỡ mà mai chiều mình hết làm nổi thì có muốn làm cũng không nổi. Nên nghĩ như vậy mình nhẹ nhàng hơn tất cả công việc. Chẳng qua mình còn khỏe mình làm thôi. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy mới gửi cho Hòa cái email. Thầy mới nói ráng làm xong cái công việc này chắc là đệ đi trước huynh.
Pháp Hòa mới nói đi đâu lẹ. Ông nói không, mình hiểu được là chắc sức khỏe mình chỉ còn vài tháng nữa thôi, con trẻ thôi. Không phải đi đâu, ông mới nói đi chỗ nào mà không ai muốn tới mà rốt cuộc phải đi. Điều đó đương nhiên. Thiện nam tử nếu muốn bố thí phải phá tan năm điều. Người nào muốn có thể cho ban cho thì phải phá tan năm điều. Một, lòng hờn giận. Còn giận sao cho. Đừng có nói chi mà đang định, đang nấu cái món này cho nó ăn mà định ra tới cửa mà tự nhiên nó phone, nó chọc mình giận cái quay vô cho rồi. Cho nên còn hờn giận thì không thể cho. Tâm bõng sẻn, tức là tâm mình còn keo rít, tâm ganh ghét, không thể cho. Tiếc thân mạng, tiếc thân mạng là không có nghĩa là ô phải nhào vô hy sinh cái gì, nhưng mà đôi khi mình sợ lao nhọc cũng làm. Sợ lao nhọc cũng là một hình thức, ví dụ thôi tôi làm vậy rồi tôi mệt lắm, thí dụ như vậy đó, cho nên cũng không làm. Đó là chưa nói là nội thí nha, tim gan phèo phổi gì đó cũng dám. Không tin nhân quả, cái người mà mình, người mà không tin nhân quả cũng khó cho lắm. Thí dụ như mình thấy người ta nghèo, mình thấy người ta nghèo thì mình cứ cho, nhưng mà mình không tin là làm phước, là tội, làm nhân, làm quả gì hết thì tự nhiên cũng không có cho được. Cho nên có năm thứ phải phá để mình có thể bố thí. Một là lòng hờn giận, hai là tâm bõng sẻn, ba là tâm ganh ghét, bốn là tiếc thân mạng, năm là không tin nhân quả. Nếu phá được năm điều ấy thì thường hay bố thí. Người ưa bố thí lại được năm điều. Nếu mà người mà thường bố thí thì sẽ có được năm điều. Một là quyết định không xa lìa thánh nhân. Tại sao? Tại vì thường bố thí thì mình luôn luôn, mình nghĩ, vì mình nghĩ được cái điều thiện cho nên mình mới làm. Ở trong sách Nho nó có một câu như thế này: nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi, tức là phàm làm người trong lòng phải có điều thiện. Nhân hữu thiện nguyện tức là người có điều, có tâm lành thì chắc chắn thế nào trời cũng tùy thuận theo cái tâm người đó. Tùng thiên tất tùng chi tức là trời sẽ cho mình được cái tâm đó. Ví dụ như giờ mình nói trời ơi tôi ước gì mà tôi có được tiền tôi giúp chỗ đó, rồi trước sau cái tự nhiên mình cũng có một chút ít gì mình cho. Không phải là mình cho hết được hoặc mình cho nhiều được, mà có chút ít dư mình cho. Có một bác Phật tử Pháp Hòa biết là bác tiền già cũng hạn hẹp lắm, tại phải chi nhiều thứ. Thì bác mới gửi để mà ủng hộ xây tăng xá. Pháp Hòa không nhận và nói thôi bác không có bao nhiêu. Bác nói không, thầy phải nhận. Tại vì thứ nhất tụi con hàng năm qua ở tu phải có bổn phận đóng góp. Cái thứ hai là con muốn đóng góp một chút để có, để đúng cái tâm nguyện của mình là xây dựng đạo tràng. Và tuy rằng không nhiều, nhưng mà con mỗi lần con biết ở nơi đó có thiện lành mà con không làm thì không được, con phải làm. Cho nên đó là mình phát tâm mình làm lành, tâm lòng mình muốn lành thì thế nào cũng được cái điều đó. Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Người ưa bố thí quyết định không xa lìa thánh nhân. Tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe. Nghe tới tên người đó người ta thích lắm, tại vì người đó giàu lòng thiện tâm. Hồi xưa bên Trung Quốc có một ông tên là Phạm Lãi. Quý vị biết Phạm Lãi chứ gì? Thì cái ông Phạm Lãi này á, sau khi mà ổng từ quan rồi á, thì ổng cáo lão hồi hưu đó, thì ổng có tiền lắm, cho nên ổng đi tới đâu là ổng bố thí giúp đỡ người ta. Và từ đó về sau hễ mà Phạm Lãi xuất hiện ở đâu á thì người ta kêu ổng, ô ông thần tài của chúng ta tới rồi, ông thần tài của chúng ta tới rồi. Vì vậy sau khi mà ổng chết á thì người ta mới làm cái tượng ổng, người ta thờ. Và từ đó mình mới có cái phong tục thờ ông thần tài. Mà ông thần tài đó chẳng ai hết là ông Phạm Lãi đó.
Ông thần tài tức là ông phạm lãi đó. Và thậm chí bây giờ cái ông mà gọi là mạnh thường quân á, ông hay giúp đỡ người nghèo đó, bây giờ hễ người nào mà giàu lòng nghĩa hiệp mà cho là ta nói sao, xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân. Mạnh thường quân là tên của một người ngày xưa thường hay làm việc bố thí. Cũng giống như thời Phật mà có ông Cấp Cô Độc vậy đó. Cái biệt hiệu của ông đó, ông đâu phải tên là Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt. Nhưng mà tại vì cái việc làm của ông là hễ người nào cô độc, cô thế, nghèo khổ là ông cho, ông cấp, cung cấp. Cho nên từ đó ông được một cái hiệu là Cấp Cô Độc. Bây giờ á, Phật tử mình á, ai mà trong giới Phật tử mà những người như vậy thì các thầy cũng thường gọi là Cấp Cô Độc. Có nhiều chùa người ta mở cái ngân hàng Cấp Cô Độc. Thật sự ra là cái cũng là cái tên thôi, nhưng mà mình đặt cái tên vậy cho nó nghe cho nó Phật pháp vậy mà. Quỷ Cấp Cô Độc tức là mình luôn luôn giúp cho người nghèo. Trong giới nữ có một bà tên là Visakha. Bà Visakha giàu có tương đương giống Cấp Cô Độc vậy đó. Cho nên Đức Phật có những người đệ tử xuất gia đặc biệt, và cũng có những người đệ tử tại gia rất đặc biệt. Trong đó có một cái ông cư sĩ Phật pháp giỏi vô cùng. Phật pháp giỏi vô cùng, và thậm chí mà mấy thầy mà cỡ như ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, các vị đến là bị ông bẻ hết. Quý vị nhớ ông đó là ai không? À, ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật giỏi Phật pháp lắm, mà ông giả bệnh. Khi mà ông bệnh mà các thầy tới thăm bệnh đó, ông thể hiện một cái tinh thần là gì? Thân bệnh mà tâm không có bệnh. Cho bây giờ mà mỗi vị mà khi nào mình bệnh á, mà mình vẫn vững chãi, vẫn nghĩa là bình an được á, thì đó là tinh thần của Duy Ma Cật. Thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Và mượn cái duyên bệnh đó để mà nói pháp. Mình thường làm cái việc tốt á, thì ai thấy mình người ta cũng hoan hỷ. Thế hôm rồi chùa ở trên Tây Thiên mà hai cái đèn đá nó về bự quá, là không biết làm sao mà điều chỉnh đó. Chú Kiệt ông nói thầy bây giờ thầy lo thì tụng chú đi nha. Tụng chú gì để dời hai cái đèn này? Pháp Hòa nói Pháp Hòa không biết chú nào ngoài chú Kiệt. Đâu có chú nào lên phòng chú Kiệt. Quyết định không xa lìa tất cả chúng sanh ưa thấy và thích nghe, lúc ở giữa đại chúng không khiếp sợ, danh tiếng tốt, trang nghiêm bồ đề. Người mà thường thích làm lành thì lúc nào cái tiếng thơm nó cũng lây ra. Thiện nam tử vì Bồ Tát gọi là thí tất cả. Thế nào gọi là thí tất cả? Bây giờ mình nói bây giờ cho tất cả, cái mình tưởng đem hết của cải cho, nhưng mà trong này Phật dạy nè, sao kêu là thí tất cả? Vì Đại Bồ Tát đúng như pháp tìm của vật để bố thí, gọi là mới thí tất cả. Ví dụ như mùa đông người ta lạnh thì mình cho người ta áo lạnh, gọi là thí tất cả. Hay người ta đang đói mình cho người ta ăn, gọi là thí tất cả. Chứ không phải là tự nhiên bưng cái gì cũng bưng vô để đầy nhà người ta kêu thí tất cả. Có những cái người ta không cần. Vì Đại Bồ Tát đúng như pháp tìm vật để bố thí, gọi là thí tất cả. Luôn luôn đem tâm thanh tịnh mà thí cho người lãnh thọ, tức là đem cái tâm trong sáng của mình mà giúp đỡ cho người, gọi là thí tất cả. Ít của cũng thí, gọi là thí tất cả. Thấy chưa? Của mà ví dụ mình ít, mình mà cho, mà cho bằng cái tâm thanh tịnh thì cũng gọi là thí tất cả. Những vật yêu quý phá trừ bỏn sẻn có thể xả thí. Những vật gì mà mình quý quá mà giờ để trừ cái tâm bỏn sẻn mà mình có cho được cũng là một hình thức thí tất cả. Pháp Hòa biết ở đây có một Phật tử, ông mất rồi. Mà ngày xưa mà ông vô trong, ông ở tù, mỗi lần mà đi vượt biên bị bắt mà ở tù mấy tháng vậy đó. Người nhà vô thăm có tiền mà, mỗi lần đem đồ ăn vô thăm, quần áo vô thăm, mà lần sau vô thăm là thấy ông còn quần xà lõn à. Hỏi đồ đạc đâu hết, ông nói trong này người ta thiếu nhiều lắm.
thôi mình cũng mặc cái đủ rồi. Mà rồi mai khác đem vô rồi cái là lần sau vô ổng cũng còn có cho hết. Những vật yêu quý gọi là thí tất cả, bố thí không cần quả báo gọi là thí tất cả, cho mà không cần cái sự gọi là cái quả báo gì nó tới lại với mình. Lúc bố thí không quán phước điền hay chẳng phải phước điền, tức là mình thấy thì cho thôi, không có nghĩ gì. Ôi cho cái này phước nhiều à, cho cái này phước ít à, không có nghĩ vậy. Gọi là thí tất cả, bình đẳng mà thí cho tất cả kẻ oán người thân, gọi là thí tất cả. Khó à, người nào mình thương mình cho khá khá một chút chứ, người nào mình không thương mình cho ít ít thôi. Bồ Tát thí của cải hai cách, một là thí cho chúng sanh, hai là thí cho những loài không phải chúng sanh. Thí cho chúng sanh là con người, thí cho những loài không phải chúng sanh là gì? Như là cỏ cây. Thí dụ như giờ mình thấy cây đó héo nè, cái mình đi tưới nước cho nó nè, mình thấy nó thiếu dinh dưỡng quá, mình đưa phân bón, mình phân bón cho nó đó. Một cái đó cũng là một hình thức thí. Ở bên Ấn Độ á, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng á, cái cây Bồ Đề mà hiện tại bây giờ mà ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng là cái cây thứ mười mấy rồi, chứ không phải cái cây nguyên thủy mà thời Phật ngồi thiền đâu. Cái cây mà nguyên thủy thời Phật á bị đốn lâu lắm rồi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là người ta đốn nó, người ta đốt lửa, người ta trụi nó để cho nó đừng mọc, nhưng mà nó vẫn mọc trở lên. Thì cái cây mà hiện tại bây giờ đó khoảng chừng 300 tuổi, cái cây hiện tại bây giờ, tức là nó đời thứ 17 ít nhất. Thì hồi xưa người ta hay để cho mọi người hành hương tới đốt đèn cầy. Trời ơi, ban đêm, ban ngày ở chỗ khu vực đó đèn cầy đốt rực rỡ. Thì khi mà cái sáp đèn cầy nó xông lên nhiều quá thì nó làm cho cây Bồ Đề chết. Thì cái da cây Bồ Đề bắt đầu nó hư, cây Bồ Đề bắt đầu nó sắp sửa nó chết rồi. Thì quý vị biết không, là cả thế giới hùng tiền vô mướn những người mà thợ mà chuyên về cây kiểng đó tới đó để mà cứu lại cây Bồ Đề. Và từ đó về sau người ta cấm không được đốt đèn cầy ở trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng nữa, vì muốn bảo vệ cái cây đó. Đó là một hình thức thí những gì không phải chúng sanh. Khi mà vua A Dục có hai người con, một thái tử, một công chúa, thì hai người đều đi tu hết. Thì vua A Dục mới nói với người con của hai người con của mình đó, là nên đi xứ khác để mà truyền bá Phật giáo. Thì hai người con này đã đi qua tận nước Tích Lan để truyền bá Phật giáo. Và chính công chúa con vua A Dục đã lấy một cái nhánh ở tại cái cây Bồ Đề của Phật á, ngồi đó, đem một nhánh đó qua bên Tích Lan và trồng cái cây đó ở tại Tích Lan. Phật giáo bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12, mà mãi thế kỷ thứ 18 đạo Phật mới phục hưng lại một phần nào ở tại Ấn Độ. Tức là đạo Phật hoàn toàn không có mặt ở Ấn Độ trong vòng 500 năm. Thì lúc đó có một vị pháp sư, một vị hòa thượng người Tích Lan, ngài phát tâm trở về cái thánh tích mà ngày xưa Đức Phật chuyển pháp lần đầu đó, để mà xây dựng lại cái thánh địa đó. Và ông đã đích thân trở về là Tích Lan, xin một nhánh cây ở nước Tích Lan mà ngày xưa công chúa mang qua đó, bưng trở về Ấn Độ và trồng ngay cái mảnh đất mà Đức Phật chuyển pháp luân đó. Và hiện nay bây giờ cái cây đó đang rất xum xuê và đẹp ở tại vườn Lộc Uyển. Còn cái nhánh cây mà công chúa con của vua A Dục á mang sang bên Tích Lan trồng bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà nó già quá, nhánh nó rất là quằn. Có nhiều người ta cúng dường làm cả một cái cây chống nó lên bằng vàng để mà đỡ những cái nhánh đó. Bây giờ ở bên Tích Lan á,
cái chỗ mà để cái trồng cái cây đó như một thánh địa. Mình có tới khu vực đó là chỉ nhìn thấy cây và đảnh lễ, chứ không ai được bước lên tận cái gốc đó nếu mà không có phải thầy trụ trì ở khu vực đó mở cửa cho mình vô. Thì khi Pháp Hòa tới đó thì đích thân Hòa Thượng trụ trì đã mở cửa cho Pháp Hòa lên ở tận cái gốc cây đó để mà đảnh lễ. Thì Hòa kể như vậy là để cho nhiều khi không phải cứu một sinh mạng mà cứu một cái cây, hay thậm chí mình cứu một cái chùa. Không biết quý vị nào thấy những cái chùa mà treo leo ở vách núi đó, ở bên Trung Quốc đó, ở gần Thái Nguyên đó, nó có một cái chùa tên là Huyền Không Tự. Cái chùa đó xây từ thời Bắc Ngụy, xây trên vách núi đó. Mà không phải xây cái chỗ nhỏ nhỏ nha, nguyên cái chùa luôn, mà xây trên vách núi chứ không phải trong núi, cũng chẳng phải trên núi, lưng chừng cái núi vậy đó. Huyền Không Tự. Trên đường mà đi lên Ngũ Đài Sơn, từ Bắc Kinh mà lên Ngũ Đài Sơn thế nào phải đi ngang khu vực đó, và nhất định phải tấp vô đó để thăm cái chùa đó. Đẹp lắm. Ở bên Thái Lan á, có một cái chùa có một cái tượng Phật bằng vàng ròng, tức là vàng 24 á. Mà ngày xưa cái thời chiến tranh á, người ta sợ giặc á, lính á, vô ăn cắp cái tượng đó, đó. Thì thường thường ở nước nào mà xâm chiếm nước nọ thì người ta hay làm vậy lắm. Của vật quý gì của quốc gia đó, người ta chở về quốc gia người ta hết. Thì cái người dân Thái Lan ở đó, họ rất là thông minh. Họ lấy đất sét á, họ đắp cái tượng đó. Rồi họ đem ra ngoài sân vườn, dục ngoài sân vậy đó. Lính nó đi ngang, nó ôi bà cái tượng đất sét này, trở về làm gì. Sau khi chiến tranh xong thì họ mới đập đất sét ra, bưng Phật vô, còn nguyên cái tượng. Đó là một hình thức gì? Cứu chúng sanh mà không phải là chúng sanh. Ở Trung Quốc á, cái thành phố gì, cái chùa gì Pháp Hòa quên rồi, hình như là chùa, cái chùa này chuyên về luật. Lên tận cùng cái núi của chùa, ở trên đó có thờ 18 bức La Hán bằng đá rất đẹp. Thì họ mới giới thiệu, họ nói trong chùa này đây là cái bộ mà không bị phá hủy thời Mao Trạch Đông mà phá hủy văn hóa đó. Thì họ mới nói thầy biết làm sao mà còn nguyên không. Họ lấy giấy báo họ bao lại, xong họ để lên hết tất cả những cái chữ đó: Mao Chủ tịch muôn năm, Mao Chủ tịch muôn năm. Lính nó cầm súng, nó bắn tượng, nó đập chùa, nhưng mà nó thấy cái chữ Mao Chủ tịch muôn năm nó đâu dám đụng, để nguyên đó. Sau khi xong hết rồi mới tháo ra. Thì Pháp Hòa nói như vậy là một hình thức bảo vệ. Ở trên đường đi Ngũ Đài Sơn có một chùa tên là chùa Phật Quang. Cái chùa đó Pháp Hòa nghĩ ngày xưa mà thời hưng thịnh đời nhà Đường á, có hàng ngàn chư tăng ở. Tới bây giờ mình vô mình vẫn thấy những cái dãy tăng xá ngút ngang. Nhưng mà lại là một ngôi chùa hoang bây giờ. Tội nghiệp lắm. Cái tháp của Hòa Thượng trụ trì Khai Sơn nằm đổ nát ở bên hông chùa. Mà những bức tượng trong đó phong cách toàn là phong cách thời nhà Đường. Đẹp lắm. Bây giờ mà người ta sợ, hồi xưa thì lấy súng bắn, đập. Cho nên có tượng bị móc mắt, tượng gãy tay. Nhưng mà lúc mà cái ông Tổng thống Pháp á, không biết năm mấy đó, hình năm 70 mấy, ông qua, ông đi tham quan Trung Quốc á, ông nói một câu, ông nói người Trung Quốc không biết bảo vệ văn hóa, mà ngàn đời của họ. Một câu đó đã đánh thức người dân Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc bây giờ bắt đầu bảo hộ những cái gì mà họ có cả ngàn năm trước, bằng cách là bây giờ lấy ràng, lấy đồ che lại. Mà ngày xưa là họ đập phá hết. Cái thời mà gọi là cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Đường đi ra ngoài chỗ nghèo Huyền Trang đó, đi thỉnh kinh đó, đường đi trên đường đi tơ lụa đó, ở dưới lòng đất có một cái động tên là Thiên Phật Động. Vô trong cái dãy núi này, ở dưới lòng đất này có 1000 hang động và 1000 tượng Phật đó, toàn làm bằng rơm. Toàn làm bằng rơm.
chỉ là khúc gỗ vậy nè, rồi đắp rơm, rồi đắp đất sét vậy mà tượng rất là đẹp. Mà quý vị biết không, nhờ nó nằm ở dưới đó đó, cho nên cái thời mà phá hủy đó mới còn được bảo vệ. Cho nên khi mình thí trong này đó, Bồ Tát mà thí cho chúng sanh và thí cho những loài không phải chúng sanh, trong hai hạng ấy cho đến tự thân đều không luyến tiếc, gọi là thí tất cả. Đấy, bây giờ nãy giờ là Phật đang giải thích cái gì gọi là thí tất cả. Thí không phân biệt, rồi thí khi người ta cần dùng, thí chỉ chúng sanh hay là những không phải chúng sanh. Trong hai hạng ấy cho đến tự thân đều không luyến tiếc, gọi là thí tất cả. Bồ Tát bố thí do tâm thương xót, gọi là thí tất cả. Cho mà với cái tâm thương xót cũng là thí tất cả. Quý vị nào mà có dịp mà đi cứu trợ ở những cái vùng nghèo như bên Miên nè, Miến Điện nè, Tích Lan rồi ví dụ vậy đó, thì mình được cái phát cái tâm này dễ lắm. Tại vì mình thấy 10 đồng bạc của mình á, nó không có là gì hết á, nhưng mà đối với những cái người nghèo đó đó, 10 đồng bạc lớn lắm. Mình ở đây ăn cơm tàu hũ mà khiều tới khiều lui ngán quá. Mấy đứa nhỏ bên Miến Điện á, dở cái lon cơm của nó ra, chỉ có mấy hột đậu phộng thôi, cho nó nhãn á, nó hỏi trái này trái gì vậy, này ăn sao, cho nhãn á, không biết ăn nhãn nữa, không biết cái trái nhãn, cả đời không biết trái nhãn. Pháp Hòa dẫn mấy đứa nhỏ đi xuống chợ á, mua chuối cho nó ăn. Trời ơi, nó cầm trái chuối mà nó hạnh phúc vô cùng tận. Còn mình đây có ăn phải năn nỉ, chỉ có điều là chưa lại nó để ăn. Chứ còn phải ngồi trầu trực nó, xin nó ăn, cho nó một cái viết chì, nó mừng thật là mừng. Đi học á, mình ở đây đi học, con của mình đây đi học, xe bus tới tận cửa đón nó, hoặc là mình đưa tận nơi. Mấy đứa nghèo bên ở bên Miến Điện mà mấy cái vùng núi á, là sáng là ôm cái tập ra đứng ngay trạm xe, nếu có khách hành hương ở trên núi xuống á, thì quá gian đi học, còn không có qua giờ rồi đi về. Cho nên cái ngày đi học của mình á, không có sure, không có chắc là được đi không. Cái vùng Miến Điện á, có những cái vùng nghèo vậy đó. Pháp Hòa đi tới một cái trường học, mua bánh tay cho nó. Mà quý vị biết không, người ta nghèo quá, đâu có tiệm nào mà chứa thùng thùng đâu, ta chứa chừng thùng chừng 10 phát bán hết người ta mới order hàng nữa. Mình tới mình mua lần mấy chục thùng, trời, ta nói đi gom muốn chết luôn, tiệm còn thùng, tiệm còn thùng. Trời ơi, đi vô cái trường học có mấy đứa học sinh nó ra nhìn nó ghé chóc không, mà không có nhiều để mà phát nữa. Mình muốn cho một đứa một thẻ cũng được, nhưng mà không có ai bán lấy gì mua. Mua hộp bánh tay phát đứa chừng 3 cái, mà mình nhìn nó ăn cái bánh tay giống như là nó ăn được cái món ngon vật lạ vậy. Cho nên nó lâu lâu ha, mình thấy cuộc đời mình sao ăn cái gì sao cũng ngán quá. nên coi mấy cái phim đó. Ở trên mạng thiếu gì, rồi tự giống như Pháp Hòa nói, ai mà ngán cơm á, nhớ những ngày ở trại tị nạn ăn cái gì là tự nhiên sẽ ăn ngon lành. Cho nên bố thí do tâm thương xót gọi là thí tất cả. Lúc sắp thí, chính lúc thí và sau khi thí không ăn năn. Trong lúc thí, trước khi thí, trong khi thí, sau khi thí không có ăn năn. Nói trời ơi, tôi biết nó vậy tôi khỏi cho. Không sao đâu. Mình cho nó vậy, nhiều khi mình nhờ mình cho nó lúc đó vậy, nó mới tồn tại được tới 2-3 tháng nữa. Hay là thậm chí nó không dùng, nó để lại người khác dùng, không có mất đâu hết á. Hoặc có lúc giả sử dùng vật không thanh tịnh bố thí, vì khiến người kia khởi tâm vui mừng, rượu độc, dao gậy gông xiềng, hoặc được tự tại hay không tự tại, cũng quyết định không đem bố thí. Đó. Nếu mà cái đó là độc dược, như là rượu, xì ke, ma túy là nhất định cũng không thể cho. Không thí cho người bệnh những đồ ăn và thuốc không sạch. Không cướp vật người khác dù một tiền đem ra bố thí.
đi lường gạt được ai đó 5 đồng đem đi làm thiện, không nên. Hoặc là mình biết cái đồ đó không có tốt thì cũng không nên cho người khác ăn. Bồ Tát lúc bố thí giàu được tự tại hoàn toàn, không đánh mắng, làm cho tôi tớ khởi lòng hờn giận khổ não, đúng như pháp tìm của bố thí. Tức là Bồ Tát lúc bố thí giàu được tự tại hoàn toàn, không đánh mắng, làm cho tôi tớ khỏi lòng hờn giận khổ não, đúng như pháp tìm của bố thí, không mong quả báo hiện tại và tương lai. Rồi thí rồi thường quán sát tội lỗi của phiền não, quán sát kỹ những công đức cao quý của Niết Bàn, trừ đạo Bồ Đề ra không cầu đạo gì khác nữa. Cái câu này y như trong cái bản tụng Hồng Danh Bảo Sám vậy đó. Tức là đem hết tất cả những công đức nào con làm được, con chỉ cầu một việc thôi là hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên khi mà mình đừng có làm cho người ta khổ não thôi cũng là bố thí rồi. Mình áp đảo tinh thần người ta, mình làm cho người ta khổ sở, cái đó cũng là một hình thức, chưa phải lòng thương xót. Và có thể mình chỉ cần cho người ta niềm vui, người ta sống vui vẻ, an lành. Và quán sát những công đức cao quý của Niết Bàn, và quán sát tội lỗi của phiền não, trừ đạo Bồ Đề ra không cầu gì nữa hết. Pháp Hòa nhớ trong cái bài tụng đó, ngoài tâm Bồ Đề con không cầu tâm gì nữa hết, con không cầu gì nữa hết. Tại vì cái tâm Bồ Đề mà còn thì mới còn tất cả, mà tâm Bồ Đề mất rồi thì mất hết tất cả, công đức thiện lành tu hành gì nó mất hết. Lúc thí người nghèo khổ khởi tâm thương mến, lúc thí cho bậc phước điền sanh tâm kính mến, khi thí cho bản thân không khởi tâm coi thường của bỏ. Đây, bây giờ Phật dạy mình đó, cái cách là tùy đối tượng mình cho mà mình phải khởi tâm. Ví dụ thí cho người nghèo khổ thì phải khởi tâm gì? Tâm thương mến. Nhưng mà khí cho bậc phước điền, bậc phước điền là ai? Hả? Là những người tu đó, những người mà thí dụ mình bố thí cho một vị linh mục, một vị thầy tu, tức là nói chung là những bậc mà người ta có tu hành đó, mình thí cho họ thì khởi tâm kính mến, còn thí cho người nghèo thì khởi tâm thương. Còn nếu mình cho người bạn của mình thì đừng có khởi tâm gì? Coi như của bỏ. Có nhiều khi tức quá, thôi bỏ đi, cho nó ăn giọng gì. Còn nhiều khi còn rủa nó một câu nữa chứ, thôi coi như cúng rằm tháng 7. Không nên. Nếu thấy người xin, biết thời sự cần dùng, thời biết sự cần dùng, xem chừng bộ diện mà cấp cho, không để người ấy buông lời xin. Tại sao? Vì không đợi người cầu mà bố thí sẽ được phước báo vô lượng. Thấy người ta có vẻ người ta cần, không, khi nào nó năn nỉ tôi mới cho. Tôi biết nó cần á. Khi nào nó năn nỉ, nó hạ giọng mà tôi cho, rồi sẵn vậy tôi làm nó một bài học luôn. Thì cái này đó thì chưa phải là tâm lượng của Bồ Tát. Thưa đại chúng, nhiều khi mình sẽ nghĩ thật ra mình làm như vậy cũng được, nhưng mà như vậy thì là tâm của phàm phu chứ phải là tâm của Bồ Tát. Đã nói là Bồ Tát là nó khác hơn người thường. Cũng giống như bây giờ, ví dụ như giờ mình là cái người Phật tử đi, ít nhiều mình hiểu Phật Pháp thì mình không thể xử sự với người ta theo cái kiểu thế gian đời thường được. Ít nhiều mình cũng hiểu Phật Pháp rồi thì mình phải xử theo cái tâm của người có Phật Pháp chứ sao xử theo cái tâm người đời rong rạc được. Thì giờ hồi xưa mình chưa là Phật tử, mình chửi ai chắc cũng xả vàng. Bây giờ mình biết tội phước, biết nhân quả, là Phật tử quy y rồi thì không lẽ giờ mình dùng mấy cái từ đó con nghe sao được. Thì tự nhiên nó phải thắng mình lại bớt thôi. Cho nên á, Phật dạy cái chỗ này rất là hay. Cho người nghèo thì khởi tâm thương mến, cho bậc phước điền thì sanh tâm kính mến, khi cho người bạn thì đừng khởi tâm coi như đồ bỏ. Nếu thấy người xin, thời biết sự cần dùng, tức là mình biết được người ta đang cần á, xem chừng bộ diện mà cấp, tức là nhìn cái hoàn cảnh người ta mà cho. Giống như mình đã tới cái nhà nghèo, mình nhìn thiếu cái ấm nước nè, thiếu nồi nấu cơm nè, thiếu cái giường nè, đó tùy theo đó mình chu cấp.
Cho nên hồi đó nó có một dạo cái Pháp Hòa gửi tiền về cho người nghèo á, cái mình cho mà không bao giờ thấy có cái nhà. Tại vì họ cứ nói thầy cho con tiền sửa lại cái nhà, cho hoài mà không thấy nhà sửa. Tại sao? Tại ta nợ quá trời, mà cho nhiêu là ta trả nợ hết. Cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa phải làm gì? Phải nhờ quý thầy nói bây giờ đi xuống nó coi dùm cái nhà đó sửa nhiêu, rồi mình nhờ quý thầy đích thân đi mua vật liệu, mướn người về sửa, thì họ mới có cái nhà họ ở. Còn mình đưa bao nhiêu cũng hết. Tại vì họ nghèo đâu phải mối đâu. Mà thật sự họ nghèo 20 năm trước, tới họ biết mình là họ nợ 20 năm rồi. Mà cái của mình cho đâu có bao nhiêu, bất quá là chỉ sửa được cái nhà cho họ có đủ che mưa che nắng thôi, chứ còn đưa nhiêu cũng hết đó. Cho nên mấy cái người mà ở đây nè, đi chợ mình gặp họ đó, họ đứng ngay trước cửa chợ, họ nói tôi đói quá cho tôi miếng đi. Pháp Hòa nó đi theo tôi dẫn vô chợ và anh cứ mua đi, anh mua nhiêu tôi cũng trả hết. Nó nói là thôi tôi hết đói. Nó đâu phải nó đói, nó cần tiền làm chuyện khác. Cho nên gọi là nhìn cái xem chừng bộ diện mà cấp cho, không để người ấy buông lời xin. Tại sao? Vì không đợi người cầu mà bố thí thì sẽ phước báo vô lượng. Cái chữ phước báo này là gì? Là cái tâm của mình nó vô lượng. Mà thường thường á, mình đợi người ta hạ giọng. Chứ còn mà ít khi nào mình thấy người ta đang khổ khổ mình tới thôi làm vậy nó lờn. mình hay nghĩ ngược chiều vậy lắm. Mình phải đợi người ta lên tiếng. Bây giờ phân biệt những hạng thí chủ, hồi nãy là phân biệt cái gì? Phân biệt cái chướng ngại bố thí. Và thiện nam tử thí chủ có ba bậc. Thí chủ là gì? Tức là người cho. Ở bên khất sĩ á, người ta có một cái truyền thống là gọi cha mẹ của các thầy á, không có gọi chỗ cô chú dì dượng gì hết á, mà người ta gọi cha mẹ của các thầy các sư cô là ông bà thí chủ. Tại sao? Tại vì á, ông bà đã bố thí cho Tam Bảo một người con. Cho nên đó, Phật tử trong chùa gọi cha mẹ của các thầy, các sư cô, các sư, các thầy của cái tỉnh xá đó là ông bà thí chủ. Mà người ta nghe đó ông bà thí chủ là ta biết ai rồi đó. Là ta biết là chỉ bởi vì đặc biệt chỉ gọi cái hai ông bà đó thôi. Hai ông bà mà cha mẹ của thầy đó là ông bà thí chủ. Còn ví dụ như chùa có năm sư mà về năm cha mẹ tới thăm thì đấy, ông bà thí chủ của sư gì đó, ông bà thí chủ của sư gì đó. Mà ta nghe bà thí chủ là ta biết đó là cha mẹ của các thầy, các sư cô. Vì hai vị đó đã bố thí một người con cho đạo, cho Tam Bảo. Còn trong Phật Pháp á, Đức Phật thường gọi tất cả những người, theo cái từ thường á, nghĩa là người cho. Bây giờ người cho có ba hạng: bậc hạ, bậc trung và thượng. Người không tin nghiệp quả, đắm say lòng bỏng sẻn, sợ của cải hết, thấy người đến xin, khởi tưởng giận ghét và muốn ngăn cấm, ấy là bậc hạ. Thế là người sợ lắm, thấy người ta xin là đóng cửa lại, không có muốn cho. Ngày xưa có ông bà thời Phật á, các thầy mà đi khất thực á, là bà gặp đâu là bà né đó, không có muốn cho. Mà hễ mà khi mà động đất ha, khi mà cái chuyện mà khổ á, là bà nguyện dữ lắm. Bảo là thôi cho con qua tai nạn này, có con cúng con làm gì. Mà hễ xong rồi cái là bà không có cho. Vậy mà cuối cùng quý vị biết không, chỉ có ngài La Hầu La độ được bà thôi. Ngài La Hầu La là 7 tuổi nhỏ nhất trong 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 các thầy. Ngài Xá Lợi Phất bà cũng không cúng, ngài Mục Kiền Liên bà cũng cúng. Thường thường là mình thấy mấy vị mà cao tăng mình khoái lắm. Tại vì mình nghĩ là sao, cúng các vị mà cao tu vậy là phước nhiều lắm. Nhưng ở bà già này là đặc biệt, không có thầy nào tới bà cúng hết. Trong kinh còn kể ngài Mục Kiền Liên á, có thần thông mà muốn độ bả quá, lấy cái ngón chân hất cái nhà bả chổng ngược, quay cái bả sợ nhà sập, bả nói dạ xin ngưng đi con cúng dường. Nhưng mà mình kể đó, người ta nói mình kể chuyện thần thoại. Bây giờ mình nói bình thường thôi ha. Nói, khi nào mà nhà động đất cái bà nói dạ xin đừng có động đất, xin đừng có sập nhà sập cửa gì con cúng dường.
Hay là ví dụ như mà lúc mà người ta đánh tư sản, nó dạ đánh đâu, đánh đừng đánh trúng nhà con cúng dường. Nhưng mà khi mà không có là bà không cúng. Nhưng mà ngay gặp ngài Bố Kiên, ngài gặp bà, gặp ông ngài La Hầu La bà cúng. Thì các vị mới thắc mắc, mới hỏi Phật tại sao các bậc như là Đức Phật, như là các vị thánh tăng mà bà không cúng. Thì Đức Phật nói tất cả đều là cái duyên. Đời trước á, là bà này với ngài La Hầu La có cái duyên với nhau, cho nên đời này gặp cái là tự nhiên cảm mến phát tâm. Mà cái đó là đúng vậy. Cho nên đời này mình gặp nhau mà ở chung quốc độ, rồi chung một đạo tràng vậy là cái duyên đó, chứ không phải bình thường đâu. Thí dụ như có những vị ở ngàn vàng, ở ngàn cây số, khu đó cũng có chùa, sao không đi, phải chạy qua tới đây. Cái duyên hết. Cho nên đời này gặp nhau đều là duyên hết đó. Còn duyên nó sâu, nó đậm, nó lật lợt gì đó tùy mình ha. Có nhiều khi mình thấy đậm quá, bôi bớt. Duyên là phải, cái duyên là cái gì? Cái điều kiện mà mình gặp nhau, mình có cái cảm tự nhiên, mình phát tâm, mình hướng về nhau. Người mà không có tin, không có tin nhân nghiệp quả, say đắm lòng bỏng sẻn, sợ của cải hết, thấy người đến xin khởi, ta khởi tưởng giận ghét, muốn ngăn cấm, ấy là bậc hạ. Pháp Hòa nhớ cái hồi đó mình ở Cáp Bạc á, cái chùa Trúc Lâm mình còn ở Cáp Bạc được năm á, thì CT gửi giấy xuống báo là mình không được sinh hoạt ở đó nữa và mình phải đi kiếm chỗ. Cái thì lúc đó là kiếm mua được cái nhà thờ ở Riverdale á. Mà lúc đó cái nhà thờ nó trị giá là 95 ngàn, chín mấy ngàn, không có tiền. Mượn nhà băng, nhà băng chấp nhận cho 50, cho mượn 50. Vậy giờ mình còn thiếu tiền. Quý vị biết là mỗi ngày đi học về tối, Pháp Hòa đi xuống phố để mà mình vận động, đi với vài Phật tử. Thì có bữa nọ đi vô một cái tiệm đó, người Hoa, người Hoa Việt. Bước vô thì cái cô, cái người chủ cũng có, thì mấy người con thấy phái đoàn chùa tới thì kêu má về. Nó đâu biết gì đâu, thấy là kêu má thôi. Trời ơi, bây giờ bà chửi nó quá trời quá đất luôn. Bà nói mày khôn quá. Mày kêu cái đám này về đây đó, tao tốn. Nhưng mà cuối cùng là không có cho. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là có một lần đi, nhưng mà sau này khi hữu sự về đây, Pháp Hòa vẫn tận tình lo hết từ A tới Z đàng hoàng. Không vì vậy mà mình nói ô cái bà này tôi nhớ mặt. Không. Tại vì mình chưa đủ duyên với người đó, người đó tâm lúc đó chưa phát, mình chưa đủ cái phước để nhận thôi, thì có gì mà buồn. Không, nhưng mà ít ra bây giờ đến khi người ta có cần việc, người ta đến với mình là cũng là cái duyên bắt đầu nó đậm rồi đó. Chứ mà nếu họ không tin gì đó, thôi không cần nữa thì không được. Thấy không? Rồi một lần thứ hai, cũng cái dịp đó đi đến cái áp bạc đó, gõ cửa, cái người đó hí cửa ra vậy nè. Nó thấy cái nó đợi một chút, nó không dám mở cửa sợ mình tông vô. Gài chốt lại, gài chốt hí cửa xong cái đi vô, vô đóng cửa lại, đi vô nhà cái lấy ra đâu 5 sen 10 sen bỏ xuống vậy nè, không dám đưa mình nữa. Thì mấy vị mới rất là xót xa. Pháp Hòa mới nói á, mình đang làm khất sĩ. Khất sĩ là tới người đi ăn xin chứ gì đâu. Nhưng mà quý cô nhớ là không phải mình đi xin tiền. Mình đang đi xin cái tâm của họ, để cho họ biết là mình đang làm một cái chùa. Còn cái chuyện mà người ta phát tâm hay chưa đó là tùy tâm người ta. Nhưng mà bây giờ mình đã làm xong bổn phận là mình cho người ta biết, thì người ta gieo trong tâm người ta cái chữ chùa rồi. Thí dụ bây giờ chị nói, chị cái chỗ đó đó, người ta đang bảo lục đó, chị có thể bố thí được không? Thôi, không có cho gì hết đó. Năm nào cũng bảo lục rồi, cho biết nhiêu cho đủ. thì thôi, được rồi nghe, chứ đừng nói nữa. Bà tội chết. Đừng nói gì hết. Mình đã gieo cái duyên rồi đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói là cái thời mà mình đi mua cái nhà thờ đó, chiều nào mà đi về mà được 100 đồng đó nha, trời ơi bữa đó giống như mình trúng số vậy đó. Mà thưa đại chúng là đi học về là không có giờ học bài,
Đi phải đi gõ cửa từng nhà vậy, có người cho 2 đồng, có người cho 5 đồng, có người cho 10 đồng. Tại cái thời đó mấy chục đồng cũng lớn lắm. 20 mấy năm trước mà. 20 mấy năm trước, mua cái nhà thờ năm 92. Mình mua cái áp bạc đó là năm 90, mua để mà tổ chức an cư kiết hạ. Đến tháng 3 năm 92 là bị đuổi, cho nên là phải kiếm gấp. Thì Pháp Hòa nhớ lúc đó ở đường 95 này nó có cái hò lớn lắm ngay đây nè. Nó bán mà Pháp Hòa nói thầy viện chủ mua đi, thầy nói thôi thôi thôi, chỗ đó da đỏ không à. Mấy lúc đó mấy cô mà đứng ngoài đường nhiều lắm. Thì Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy, mình mua gì mình đổ nó. Thầy nói thầy chỉ sợ nó chưa đổ được nó đổ con rồi. Lúc đó là thầy trò đi coi nhiều cái ho lắm. Có một cái ho ở đường 90 ngang tiệm Tùng Lâm bây giờ đó, bây giờ đang là cái chùa Phổ Đà đó. Ngày xưa cũng đã từng coi cái ho đó rồi, nhưng mà nó mắc quá đi. Lúc đó những cái ho đó là phải giá 300 ngàn. Làm sao mình có tiền mua? Coi rất nhiều, coi những cái ấp bạc ở downtown, đường 107, coi nhiều lắm. Nhưng mà rớ vô cái nào cũng là mấy trăm ngàn không. Chỉ có cái nhà thờ rồi phải đeo lúc đó là 100 ngàn. Mà nó cũ đến mức độ là gạch mà rút ra từng viên được cái foundation đó. Không biết quý vị có nhớ mà muốn làm một cái nhà tắm mà cái chú Sáu đó phải nằm chạy ống nước đó, bị gì basement nó không có. Cái nhà thờ đó là lúc mình mua là 100 tuổi rồi. 20 mấy năm trước mình mua là 100 tuổi rồi. Chờ cái foundation, cái móng của nó rất là cũ, gạch mà rút ra từng viên được. Mặc dù tin nghiệp quả đối với của cải sanh tâm sản tiếc hết, sợ hết của người ấy, người thấy người đến sinh sanh tâm ghét bỏ, ấy là bậc trung. Hồi nãy Phật nói bậc hạ rồi ha, về bậc trung là tin nhân quả nhưng mà vẫn tiếc của không cho. Thấy người đến sinh sanh tâm ghét bỏ. Còn người tin chắc chắn nghiệp quả đối với của cải không khởi tâm bỏng sẻn, quán các của vật tưởng là vô thường, thấy người đến sinh có cho thì vui, không có thì buồn, đem vật chất nơi thân mà bố thí, ấy là bậc thượng. Tức là cái Phật dạy là khi mình cho đó, mình tin nhiều cái nhân quả và đồng thời mình không có tâm bỏng sẻn và thôi quán vật chất là vô thường, cho nên mình có thể mình cho người ta được. Nó khổ một cái là nhiều khi mình ít có xài cái món đó lắm, nhưng mình vẫn tiếc. Tại mình nghĩ thôi để là đi, mai mốt lỡ có chuyện mình xài, cho thằng chi rồi mai mốt cần không có. Thì đôi khi mình nghĩ như vậy, cho nên ít khi nào mình cho được những cái gì ở trong nhà lắm. Ở Việt Nam mình đã có nhiều vị thượng tọa đi làm từ thiện á. Khi mà đi tới vùng nào mà phát dầu cho mỗi gia đình chai dầu rồi, thì thầy cũng còn chai trong túi thầy để thầy xài đó. Mẹ thầy bước lên xe mà thầy trở về thành phố thì cuối cùng cái chai dầu trong túi thầy, thầy cũng để lại luôn cho những người đó. Bố thí như vậy đó. Hoặc có bậc hạ thấy người đến sinh ngoảnh mặt làm ngơ, dùng lời ác mắng nhiếc sỉ nhục. Hoặc có bậc trung mặc dù thí cho nhưng khinh rẻ không cung kính, tức là cũng có người cho nhưng mà khinh thường, chửi bới hay là nói những cái lời. Ví dụ như nhiều khi cho nhưng mà nói một câu, mấy người có tay có chân mà ông lo đi làm ăn, đi lo đi xin xỏ, thí dụ vậy. Mình nói những cái lời. Quý vị biết ở bên Hawaii á, cách đây 10 năm, gần 10 năm khi Pháp Hòa qua bển á, nguyên một cái công viên liều của homeless không, nguyên một công viên luôn. Thì hỏi ra mới biết là những người này từng có nhà, có cửa, có xe, có hết. Nhưng mà tại vì sao cái khủng bố ở New York và kinh tế Mỹ đi xuống đó, thì những người này mất hết. Họ mua nhà, mua cửa rồi họ mất job, không có tiền trả thì nhà băng lấy. Rồi nhà băng lấy họ thất nghiệp, họ không có tiền thì họ ra ngoài họ ở thôi. Chứ đâu phải họ là người không có nhà cửa đâu. Cho nên có những người người ta rất là giàu có, nhưng mà tại vì cái sự nghiệp làm ăn người ta thất bại rồi người ta mất hết. Chứ không phải là người ta không có của. Nhưng mà lúc cái phước người ta hết rồi.
Chứ con người mà đến cái chỗ mà cùng tận là tại phước hết, chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mà người ta, trong khi người ta nghèo khổ mà tâm người ta không ganh ghét với người khác, không bỏn sẻn với người khác, mà người ta biết tùy hỷ, thì từ từ phước người ta tăng lại. Hoặc là mình bây giờ mình đang có của phải không, mà mình cho, mà mình với cho với cái tâm gọi là khinh thường vậy, cái phước nó có, nhưng mà cái gì, cái đức nó không có. Vừa rồi có một Phật tử gửi tới vào một câu hỏi đó, người ta hỏi vậy đó. Ta nói theo luật nhân quả thì người làm phước nghĩa là tâm họ có thiện lành. Vậy thì tại sao đời này có người làm phước nhưng họ vẫn ác? Giàu có mà tâm ác. Thì Pháp Hòa mới giải thích vậy đó. Nhiều khi người ta chỉ làm phước thôi, nhưng mà người ta không có tu cái tâm, không có tu cái sân hận phiền não của người ta, khẩu nghiệp ý nghiệp của người ta. Người ta cho nhưng mà người ta chửi, người ta cho mà người ta khinh thường, thì cái đó nó thiếu cái đức. Thì kiếp sau hay đời nào đó người ta được cái phước có của, nhưng mà bù lại thì cái tâm này nó không có được chỉnh độ, cho nên vẫn là cái tâm đó. Hoặc là đôi khi mình sống trong một cái môi trường, con người là như vậy. Chứ có nhiều người người ta cho ăn mà lên mâm cơm là chửi. Thí dụ như người ta vẫn cho cháu con người ta ăn vậy đó, hay là bà con ăn, nhưng mà lên mâm cơm là họ nói, nói mà mình nghe mình ăn không nổi luôn á. Thì quý vị thấy không, cũng có người ta cũng được cái phước đó, nhưng mà bù lại người ta không có tu được cái tâm người ta, thì họ cũng rơi vào cái hoàn cảnh là họ cũng có của, nhưng mà ngược lại tâm phiền não khổ đau lắm. Tại vì hàng ngày họ không luyện cái tâm thế thiện đó. Có nhiều người ta lên bữa ăn có vậy, nhưng mà lên là bắt đầu chửi. Thí dụ như nhất là mình nuôi giùm con người ta nha, dụ con chú con cháu gì mà gửi tới nó, gia đình mình nuôi đó, trời ơi thôi con mình thì sao cũng được, mà mấy đứa cháu mình lên ăn thì thôi nói nghe không thấu. Thậm chí mua về cho nó cái quần mà nó mặc nó bị nói mà đến mức độ nó không dám mặc luôn, hoặc là thậm chí nó cất luôn, tại mặc ra là bà thấy bà nói ngon ha, bữa nay biết diện rồi ha, 200 của tôi đó nghe. Thì cứ nghe hoài 200 mà nói suốt tháng suốt năm. Ví dụ như giờ là người nào mà cho mình ăn này đi mắc tiền lắm. Nhiều đó thôi là mình cũng không dám ăn thôi. Nhưng mà nhiều khi ta nói bằng cái tâm thiệt, tức là ta muốn mời mình thiệt tâm, mà ta nói cái này rất là đắt tiền, ta có cái tâm chứ ta không có ý gì hết á. Cho nên nhiều khi cũng đừng chấp cái câu đó rồi không ăn. Hồi xưa Phú Hòa nhớ ba của cô Ngà đó, ông cụ vui lắm. Lên nhà ông chơi, ông nói thầy biết không, người ta thường nói mời lơi không ăn, còn tôi hả, mời lơi tôi càng ăn. Sao vậy biết không, ăn bỏ ghét. Cho nên Pháp Hòa tự nhiên lắm, mời lạc. Mực bực trung là vậy đó, mặc dù thí cho nhưng khinh rẻ không cung kính, hoặc có bực thượng người chưa đến đã thí, tâm cung kính mà thí. Hoặc có bực hạ vì kết quả hiện tại mà thí, tức là ồ, cho cái này cái mình được người ta khen, đó là kết quả hiện tại mà thí, đó là bực hạ. Hoặc là trước mặt đông người mình muốn cho, chứng tỏ mình là người rộng lượng cho, cái này là người bực hạ. Hoặc bực trung là quả báo đời sau mà thí, hoặc bực thượng mà thương xót mà bố thí. Chứ người bực thượng là thương mà cho. Hoặc có bực hạ vì đền ơn mà thí, hoặc có bực trung vì công nghiệp mà thí, hoặc bực thượng là vì pháp tạng mà thí. Bực hạ là thôi hồi xưa tôi đã từng nhận ơn người đó, giờ tôi thí lại cho họ để trả cái ơn thọ nói chết. Mình nghĩ vậy đó thì cũng được, nhưng mà cái này còn cái tâm còn đối đãi, cái tâm nghĩa là ăn miếng trả miếng, thọ ơn thì trả vậy thôi. Hoặc có bực trung vì công nghiệp mà thí, tức là gì? Ồ, cho đi có lợi cho sự nghiệp của mình trong tương lai, có lợi cho cái việc nhờ vả của mình trong tương lai. Hoặc có bực thượng mà thí, mình làm cái điều này không nghĩ nhân về cái người đó, mà mình làm vì công việc chung, tương lai lâu dài của Phật Pháp, ví dụ vậy, hay là của cái gì đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình thấy giống như có một cái em đó, nó ngoài Nghệ An á, nó không có tiền vô hộ khẩu thì nó không thể xin việc làm chính thức được, nó không thể ở cái vùng của nó được. Thì nó mới quý thầy mới nói đó, rồi Pháp Hòa mới giúp.
Thì nó phone nó cảm ơn. Thì Pháp Hòa mới nói dạ không sao, cái việc này chỉ là theo thầy nghĩ. Bây giờ ví dụ giờ thầy có 70 đồng, mà giờ nếu mà thầy cho ăn thì cũng hết, mà giờ con cần làm giấy tờ mà giúp được cho con để con có ổn định cái đời sống con thì điều này cũng là phải thôi. Cho nên nhiều khi mình không phải mình cho người ta cái của mà cho người ta ổn định, cũng giống như mình giúp người thân mình có được công ăn việc làm để họ tự họ lo cho đời sống họ, hoặc thậm chí mình tìm mọi cách đưa họ qua đây một đứa con để nó giúp đỡ được cho gia đình nó, cho ba má nó, tại vì ba má nó là anh chị của mình. Vậy giờ mình lo hoài cũng không nổi, thôi thì kiếm cách đưa một đứa con nó qua này để nó trở về nó lo ngược lại cho ba má nó, cũng là cái tội. Cũng giống như là tâm vậy đó, nó bệnh cái chính phủ cho má qua để mà chăm sóc. Phải không? Thì bây giờ thứ nhất là quý vị thấy họ nhân đạo là cho mẹ qua để nuôi con mình. Bây giờ nếu họ không cho qua, đứa nhỏ này nó bệnh thì ai lo? Y tá, bác sĩ phải lo, mà cái tiền mà tốn cho y tá đó nó còn gấp bao nhiêu lần nữa. Thấy không? Cho nên họ cho người thân qua, vừa có tính cách nhân đạo mà vừa có cái phương diện gọi là không phải tốn kém, mà đúng đúng người nữa, đúng việc nữa. Mẹ chăm sóc cho con là quá đúng. Cái đó là một hình thức vì pháp tạng. Cho nên ví dụ mình, thí dụ bây giờ quý vị có giúp cho chùa đi, quý vị cũng đừng nghĩ Pháp Hòa, đừng nghĩ, tại vì thì dĩ nhiên là trong lòng quý vị thương quý thầy, quý vị mới làm. Nhưng bây giờ mình nghĩ xa hơn là tôi không vì ông đó, tại vì ông này cũng là phàm phu thôi, có bữa ông cũng làm tôi bực. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ thì cái việc chung vì cái chùa, vì cái chùa, cho nên giờ tôi giúp là mai mốt cái chùa này hết đời ổng cũng còn đời khác, thì mình nghĩ vậy cho nên mình làm được thoải mái. Cho nên cái chữ mà vì pháp tạng đó nó có cái ý nghĩa sâu hơn là mình vì cái chung, vì cái lâu dài, chứ không phải vì một đối tượng. Cái đó gọi là thí bực thường. Hay là bây giờ ví dụ như á, mình sỉ nhục cái người đó, mình bêu xấu cái người đó, nhưng mà cá nhân họ chết là một việc bình thường, cái uy tín của họ, nhưng mà nó ảnh hưởng cái tập thể, cái chung, mình phải nghĩ tới cái đó. Thì trường hợp như vậy gọi là gì? Pháp tạng. Vì pháp tạng. Mà Pháp Hòa hãy ví dụ, mình thấy cái người đó mình không ưa, nó đang đứng ngay cây xăng nè, bây giờ chỉ cần mình bật lửa một cái xăng nổ cái nó chết à. Nhưng mà mình đâu có biết rằng xăng nổ cái nó chết, nhưng mà xung quanh đó nhà cửa bao nhiêu người đứng nó chết theo. Thấy được cái đó thì mình sẽ thấy bằng cái tâm của bậc thượng, pháp tạng. Hoặc có bậc hạ vì sợ người khác hơn mình nên bố thí, cũng có. À, cái kiểu mà đưa rổ đi vòng vòng, ồ, anh 5 đồng tôi phải 10 đồng. Đấy, cái hình thức đó là hình thức bố thí. Tại vì người cho phải thật tâm mà gì? Hơn thua. Hoặc có bậc trung vì muốn người đồng hạng giống như ta không nên bố thí. Ồ, ông kia cho 10 ha, tôi sẽ cho 10 để tương đồng. Còn nếu mà bực hạ là tôi phải cho 15 để hơn, tức là trong cái cho đó. Nhưng mà cái người mà người ta đánh tâm lý là cái kiểu đó là ôi kệ mấy anh, tôi là người thu đó. Còn tâm anh là khởi tâm gì thì chuyện của mấy anh. Cho nên Phật giáo á, hướng dẫn cho một người tính người Phật tử á, ngoài cái bố thí ra đó, phải bố thí với cái tinh thần đừng có cái tâm đó. Cho nên mình tìm, ví dụ như mình để cho các vị đó tùy hỷ cúng dường, phần lớn là vậy. Hoặc có người bậc thượng không lựa kẻ oán hay người thân mà bình đẳng bố thí. Hoặc có người bậc hạ có của nói không, tức là có của mà nói không, sợ ví dụ như hỏi chị có cái đồ đó cho em mượn không, tôi không có, tại biết sao sợ hư. Cho người ta mượn người ta không biết xài, hư đồ của mình. Hồi xưa có nhiều người ta quý sách á, có sách đâu có cho mượn đâu, ta coi cái ông đó ông coi sách ông bẻ tới mẻ luôn, tôi ghét lắm, tôi không có cho. Chứ có nhiều người quý cuốn sách đó, rồi không có cho người ta đọc, tại vì cái người kia đọc người ta bẻ sách rồi người ta cuốn á, ta khi ta đọc có người ta quý sách ta đọc ta mở mà thấy cuốn sách của mình bị cong bị bẻ là mình bực, là lần sau không cho nữa.
Hồi đó bà nhớ có một anh đó, tới nhà anh chơi cái anh để nguyên cái đống sách nhà anh đó. Anh để là sách không cho mượn. Nhưng mà anh đánh theo tiếng Mỹ á, không có dấu. Kêu bà đọc ngược lại, bà nói ô sách không cho mướn. Phải bà lấy bà đọc. Anh nói thầy không thấy ghi vậy? Nói anh nó không cho mướn mà. Không cho mướn thì được mượn chứ. Đó là có của nói không, hoặc có bực trung, có của nhiều nói ít, hoặc có bực thượng xin ít cho nhiều. Cho nên thí dụ hôm nào mà nó ô chị ơi chị nấu cho 5 người ăn giùm có quà, cái bưng lên 20 người lên là bực thượng. người thí không có của cũng có ba hạng. Người hèn hạ thấy người đến xin ác tâm giận trách. Người trung thấy kẻ đến xin bảo thẳng rằng không có. Người bực thượng thấy kẻ đến xin tự xấu hổ không có của để cho, sanh tâm sầu não. Bây giờ Phật dạy là bây giờ hồi nãy là những người có của đi, rồi bây giờ đối với người không có của nè, giờ làm sao? Thì có nhiều người không có của thì người ta tới người ta xin á, không cho nhưng mà còn nói nè không thấy hả, tôi cũng nghèo, cũng chửi người ta thí dụ vậy. Nhưng mà người đó là bậc hạ. Còn người bậc trung không có của, nhưng mà thấy người ta đến xin thì sao? Nói dạ xin lỗi, tôi cũng muốn lắm mà tôi không có khả năng, thôi chị với anh nhờ người khác giúp giùm, thôi thông cảm cho tôi. Tức là mình nói một câu cho ta nghe, ta mát, không có cho, không có của cho, nhưng mình nói một câu để ta nhẹ nhàng ta đi. Rồi người bậc thượng thấy người đến xin, trời buồn quá, không có cho, muốn cho quá mà không có của, không có cho gì hết á. Nhưng mà khởi cái tâm là rất tiếc là mình không có khả năng mình cho. Cái này gọi là lực bất tùng tâm, thôi chịu. Đấy, Phật dạy kỹ vậy đó. Người có của cho làm sao, người không có của phải cho làm sao. Cho nên lỡ thí dụ giờ mình thấy chỗ đó người ta làm phước, mình không có tiền, không có, đừng có sợ, đừng có buồn gì hết á. Tùy hỷ. Thôi thấy mọi người cho được tôi cũng tùy hỷ, tôi không có khả năng thì tôi làm việc khác, tôi thí việc khác. Chứ đừng có buồn, đừng có gì hết. Đây là lời Phật dạy. Và khi mình học được cái này á, thì lúc nào cái tâm mình nó cũng bình an. Có cũng có, cho thì tốt. Còn lỡ khi nào mình không có thì mình tùy hỷ với người cho. Hoặc có bậc hạ thường bị hiền thánh quở trách, hoặc có bậc trung thường được hiền thánh thương mến, hoặc có bậc thượng hiền thánh thấy rồi khởi tâm hoan hỷ. Có nhiều người bậc hạ thì tại vì sao? Thí dụ như đã không có của cho mà còn vô số lời mắng nhiếc người ta thì mình thấy được, mình quở nó tại sao lại cái tâm như vậy. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói mình không có của cho, nhưng mà đừng trộm cắp cũng là một hình thức tu rồi đó. Đã không cho mà còn ăn cắp của người khác nữa thì tệ quá. Thì thôi hôm nay mình học tới đây thôi. Thì lần sau mình sẽ học đến cái phần khác. Đoạn kế. Thưa đại chúng, phẩm này rất là dài. Phẩm này dài lắm. Thì hôm nay mình học một đoạn ra. Kỳ sau mình sẽ học tiếp ở mục số 6. Bây giờ mình sẽ hồi hướng. Thưa đại chúng, sáng ngày mai 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi tụng công phu sáng. Ngày mai sáng mình sẽ tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Thì sau khi xong đó rồi thì mình sẽ có lễ hiệp kỵ. Sau lễ hiệp kỵ thì tất cả sẽ được chuẩn bị để cho cái lễ giao thừa. Cho nên bắt đầu từ chiều ngày mai công việc rất là nhiều. Như là mình chuẩn bị trên chánh điện, quét dọn. Ngày thứ ba thì quýt sẽ về, thì mình sẽ làm, mình sẽ chân quýt luôn. Tại vì ngày thứ tư á, là 29 Tết á, là ngay ngày lễ Valentine. Cho nên nhiều người sẽ bận lắm. Team đã gửi đi hết rồi. Cho nên ngày đó có bộ chỉ có những trái tim nào cô đơn mà ở chùa thôi. Thì có mấy người Tây, họ chiều họ gọi, họ nói thầy ơi, tôi muốn lên phụ sắp quýt lắm mà thầy làm ngày thứ tư, ai cũng bận Valentine hết, sao lên. Nói, thôi thì thứ ba lên đi. Hy vọng nếu mà quýt về kịp ngày thứ ba thì tối thứ ba mình làm, còn không thì thứ tư mình làm. Thầy xin thông báo đại chúng
Quý vị tùy nghi sắp xếp thời gian về phụ, tại mình còn có mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.